Hello mọi người, thì em xin giới thiệu với mọi người về một loại cây đây ạ. Đây là cây vạn lộc đỏ nha mọi người ơi. Thì cây vạn lộc đỏ này thì là một loại cây mà có thể nói là quen thuộc với chúng ta rồi đúng không ạ? Đó, đã quen thuộc với cả tất cả nhiều gia đình rồi và nhiều mọi người rồi. Thì bây giờ sẽ cùng em để có thể tìm hiểu về cái ý nghĩa phong thủy và cách trồng của cây vạn lộc đỏ này nhá mọi người. Thì đây là một loại cây vạn lộc đó, hay còn gọi là cây thiên phú và gì nhỉ, đây là một loại cây mà thuộc họ ráy nhá các bạn ơi. Thì một thực vật, một lá mầm đó. Loại cây này có nguồn gốc từ Indonesia, Thái Lan đó. Sau này được nhân giống và trở thành một cái loài cây mà được phổ biến nhiều nhất, được phổ biến ở Việt Nam, ở châu Á đó. Về phong thủy, về ý nghĩa thì trong vạn lộc này thì từ vạn có nghĩa là nhiều rồi, và chỉ một số lượng rất là lớn. Từ lộc có nghĩa là phúc lộc, tiền bạc và sự may mắn kết hợp hai từ này lại thì ta có thể hiểu được cái vạn lộc này có ý nghĩa và rằng sự may mắn hạnh phúc nó sẽ đến và không bao giờ hết, đặc biệt là khi mà cái cây này nó ra hoa nha các bạn. Đó, sẽ mang đến cho chúng ta và báo hiệu cho chúng ta một cái gọi là tài lộc nảy nở trong gia đình mình. Và lộc đỏ này thì có rất là nhiều người yêu chuộng đó, màu cũng là một màu mà mang lại sự may mắn này, điều tốt lành đến với chúng ta. Vì vậy mà người ta thường hay dùng cái cây này để trưng bày trong phòng khách này, sẽ giúp cho gia chủ của chúng ta sẽ được nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc, hạn chế suy rủi trong kinh doanh. Cây vạn lộc này thì có kết hợp màu trắng và màu đỏ và màu xanh đó, có viền xanh đây này, sẽ giúp cho mình cảm thấy là nó quý phái hơn, thanh nhã hơn này, có thể xua đuổi được những điều không lành đến với gia đình của mình. Cây vạn lộc đỏ thì này rất hợp với người mệnh hỏa này, bởi vì cái màu sắc của loài cây này nó sẽ giống như màu của lửa. Là trồng cây vạn lộc đỏ này trong nhà sẽ giúp cho mình người mệnh hỏa sẽ mang lại được nhiều may mắn này, tài lộc. Người mệnh hỏa thì có thiên bẩm là tính năng động này, ưa mạo hiểm. Tuy nhiên thì nếu mà quá bất đồng quá thì nó lại gặp nhiều trắc trở và thậm chí là nguy hiểm trong cuộc sống. Vì vậy mà trồng cây vạn lộc đỏ này trong nhà thì người mệnh hỏa sẽ chọn chậu có gam màu trắng và màu xanh. Đây các bạn, màu xanh, chậu màu xanh như thế này. Và nó là màu đỏ nhá, cây màu đỏ thì chậu màu xanh thì nó sẽ giúp cho mình dịu bớt và ổn định lại cái sự sứ mệnh của mình đó. Và cái cây này cũng rất hợp với cả người mệnh thổ nha mọi người, bởi vì cái tính bền bỉ và vững chãi của một số người mệnh thổ thì nó sẽ chào đón được những cái may mắn, tài lộc và không sợ nguy hiểm nhá. Tuy nhiên thì cây này thì nó có thể trồng bằng cách thủy sinh sẽ dễ mang lại cái hiệu quả hơn. Thì cây thủy sinh của vạn lộc này thì cây vạn lộc này nó có cả thủy sinh, và hiện tại thì bên mình thì màu đỏ thì nó lại hết mất rồi, và mình có cây vạn lộc trắng thủy sinh đó. Đây mọi người, cây vạn lộc trắng thủy sinh đây ạ, đây là đỏ, đây là trắng nhá mọi người. Thì thủy sinh đây, trồng thủy sinh là trồng thủy sinh là nước như thế này đó, xinh lắm mọi người ơi. Nên đó, mình khuyên các bạn là mình lên chọn một cái cây như thế này để trồng trong nhà mình sẽ rất phù hợp đó mọi người, mang lại may mắn cho mình, tài lộc cho mình đó.
Đây, cây vạn lộc trắng này á, thì có cái phần lá dày và bề mặt của nó rất là bóng. Đấy, mọi người nhìn là biết là cây nó rất là bóng luôn ấy. Đó. Rộng và mép lá nó lượn sóng như thế này. Loài cây này thì có kích thước nhỏ nhá, ngoại hình của nó đẹp và màu sắc bắt mắt. Cũng như là cái cây này nó có cái công dụng là lọc khói bụi và hấp thụ được cái những cái chất độc hại mà dễ bay hơi hay là CO2 trong không khí, nên là rất được ưa chuộng và làm cảnh. Cây vạn lộc này thì có rất là nhiều loại khác nhau, như là vạn lộc đỏ, vạn lộc xanh và vạn lộc trắng. Ba loại này là ba cái loại mà rất là phổ biến nhất. Đó. Cây vạn lộc đỏ thì sẽ mang lại cho mình cái điểm sắc này, tạo cho mình cảm giác là mát mát mắt và có ấn tượng mạnh cho người nhìn. Đó. Thì tác dụng của cây vạn lộc thì nó tương tự như là một loài cây giống như là cây lưỡi hổ đó. Mọi người biết cây lưỡi hổ không? Đây là cây lưỡi hổ này, mình so sánh một tí. Đây. Đây là cây lưỡi hổ nhá các bạn. Cây lưỡi hổ. Đây là cây lưỡi hổ và cây là cây vạn lộc. Thì cái cây vạn lộc này nó cũng sẽ giống như là cây lưỡi hổ, nó sẽ giúp cho mình là cái như là khả năng thanh lọc không khí này và tạo cho mình cái không gian sạch sẽ, mát mẻ và thoáng mát. Đó. Chính vì vậy mà loài cây này được cho là có thể trừ tà và nâng cao sức sống cho gia đình. Cây thường được trồng trong chậu, có thể là bằng sứ hoặc là bằng thủy sinh hay là trong chậu nhựa như thế này. Đó, để có thể trang trí ở phòng khách này, nơi mà chúng ta làm việc hay là phòng ăn, để có thể vừa có ý nghĩa phong thủy mà nó có thể vừa mang lại cái tính thẩm mỹ. Cách trồng cây vạn lộc tại nhà nhá. Thì cây vạn lộc này thì đất trồng của nó phải giàu dinh dưỡng và tơi xốp để cho có thể đảm bảo được cái đoạn cái đảm bảo thoát khí nhá. Có thể là sẽ mua đất dinh dưỡng ở cửa hàng hoặc là mình tự trộn với than mùn này, than bùn, mùn trấu và cát đó, và đất trộn với cả đất nữa theo cái tỷ lệ bằng nhau để có thể đảm bảo cho môi trường phát triển cho cây nhá. Nếu bạn trồng cây trong chậu thì bạn sẽ chọn chậu có độ cao ít nhất là gấp đôi chiều dài và rễ. Đó. Ngoài ra thì các bạn cần chú ý đến màu sắc và hình dạng của chậu cây cho phù hợp với tuổi và mệnh của mình, nhằm tăng cái sự may mắn và phúc lộc cho bản thân mình nhé, cho gia đình của mình. Đấy. Về cách chăm sóc thì cây vạn lộc này rất là dễ chăm sóc, mình chỉ cần chú ý một chút về ánh sáng này, về môi trường sống hay là sâu bệnh của cây thôi. Thì về rồi, chỗ của anh nằm em giật mình. Đang nói quên à? Về ánh sáng thì cây vạn lộc này là một loài cây mà ưa râm mát và quen với ánh sáng yếu, vì vậy mà không nên để cây trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời để cây không bị héo và chết. Vị trí tốt để đặt cây này là có thể đặt ở những nơi mà gần cửa sổ này, hoặc là không có ánh sáng nào quá mạnh và cây có thể quang hợp tốt nhé. Về môi trường cho cây vạn lộc này, về đất thì khi trồng cây vạn lộc này thì nên chọn loại đất mà có độ tơi xốp cao này, nhằm đảm bảo thoát khí và có thể ngấm nước tốt. Trộn than bùn này, trấu và mùn sẽ giúp cho thành phần dinh dưỡng trong đất nó sẽ phong phú hơn. Về sâu bệnh thì cây vạn lộc này thì thường gặp những cái một số bệnh gây ra bởi vi khuẩn này, nấm và phấn trắng, thối lá hoặc là sâu
sau mà hại tấn công. Vì vậy thì các bạn hãy thường xuyên là loại bỏ những cái phần bệnh bắt sâu để có thể chặn lây lan khỏi những cả cây nhé. Và một số lưu ý khi mà trồng chăm sóc cây vạn lộc này, nếu bạn trồng cây vạn lộc thủy sinh thì hãy nhớ là mỗi tuần hoặc là 2 tuần mình sẽ thay nước một lần, đặc biệt lưu ý là không để nước chuyển màu. Ngoài ra thì cung cấp thêm dinh dưỡng cho cây bằng cái việc là mình sẽ thêm dung dịch dưỡng cây nhé. Và các bạn có thể bổ sung nước thường xuyên đầy đủ cho cây để cây có thể phát triển tốt hơn và hút nước mạnh hơn. Thì đó cũng là một số cái thông tin mà mình cung cấp cho các bạn liên quan đến cây vạn lộc này. Thì các bạn đừng quên là bấm subscribe, like và share cho kênh Cây Đời. Và mong rằng thì cái thông tin mà mình chia sẻ thì sẽ giúp cho các bạn có thể biết nhiều về kiến thức thú vị và bổ ích hơn về loài cây vạn lộc này nhá. Bye bye mọi người.